kỷ luật ba thứ trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính, sự thật về biệt phủ như đại nội thu nhỏ của con trai 26 tuổi, giám đốc sở, tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, khẩn cấp huy động 100 chiến sĩ bắt đối tượng trộm tiền ủng hộ bão lũ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, chưa bao giờ công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực lại tạo ra một khí thế và sự quan tâm lớn của xã hội như hiện nay. Sự quyết tâm của Đảng, lập trường rõ ràng, hành động quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh với tham nhũng đã và đang khơi dậy niềm tin của toàn xã hội. Vài năm trở lại đây, cụm từ hạ cánh không an toàn được sử dụng nhiều trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng khi có rất nhiều các cán bộ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự sau khi đã nghỉ công tác. Ngày 17 tháng 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật Thứ trưởng và Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, quyết định số 995 Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Hưng đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Tại quyết định số 993, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Hải cũng đã bị thi hành kỷ luật Đảng do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn theo quyết định số 994 của Thủ tướng. Ông Tuấn đã có những hành vi vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9. Trước đó, tại kỳ họp thứ 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Từ vi phạm này đã để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AEC. Những vi phạm nêu trên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục và nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách của nhà nước, thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh, trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì thế đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, khiển trách đối với ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Võ Thành Hưng. Khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp. Cơ quan Công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nghĩa Lộc cùng Bí thư Thôn trưởng Thôn 4, xã E Nam, huyện Ea Leo. Theo Cơ quan Công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nghĩa Lộc tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 17 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thụ, sinh năm 1956, trú tại xã E Ngai, huyện Krông Bú, tỉnh Đắk Lắk và bà Nguyễn Thị Xanh, sinh năm 1967, trú tại xã E Nam, huyện E Leo, tỉnh Đắk Lắk, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nghĩa Lộc. Bị can Nguyễn Văn Thụ và Nguyễn Thị Xanh bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Khởi tố bắt tạm giam bí thư thôn trưởng. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Leo cũng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với bị can Vũ Duy Tuấn, sinh năm 1969, bí thư thôn 4 và Vũ Ngọc Tuấn, sinh năm 1972, thôn trưởng thôn 4, xã Ea Nam, huyện Ea Leo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, nắm bắt được chủ trương của nhà nước về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng liên kết vùng hỗ trợ hợp tác xã, phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại thôn 4, xã E Nam, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nghĩa Lộc do Nguyễn Xuân Thụ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Nguyễn Thị Xanh là Giám đốc đã thông đồng cấu kết với ông Vũ Duy Tuấn, Bí thư thôn 4,
và ông Vũ Ngọc Tuấn, thôn trưởng thôn 4, triệu tập nhiều cuộc họp dân để yêu cầu người dân đóng góp tiền để bôi trơn đi xin dự án được triển khai nhanh hơn. Tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện E Leo đã xác định Ban tự quản thôn 4 và chi bộ thôn 4 đã trực tiếp thu tiền của 70 trên 88 hộ dân có đường bê tông đi qua đất sản xuất với tổng số tiền thu được là hơn 141,1 triệu đồng. Trong đó, Ban tự quản thôn 4 giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nghĩa Lộc số tiền 70 triệu đồng. Chi cho Ban giám sát thôn 4 số tiền 11 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của những đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sự thật về biệt phủ như đại nội thu nhỏ của con trai 26 tuổi, giám đốc sở, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quý vị thân mến, theo Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham nhũng cũng chỉ là hệ quả của những con người hư hỏng về phẩm chất đạo đức. Đạo đức không trong sáng mới sinh ra ăn cắp. Lúc đầu là ăn cắp vặt, dần dần sẽ ăn cắp lớn, rồi dần dần cấu kết với nhau, làm hại đến ngân khố nhà nước, hủy hoại đạo đức của xã hội, làm mất niềm tin của nhân dân. Liên quan đến vụ biệt phủ như đại nội thu nhỏ được cho là của giám đốc sở ở Huế gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Qua xác minh, ngôi biệt phủ trên đang được đứng tên ông Phan Thanh Nhật Minh, con trai của ông Phan Thanh Hải, giám đốc sở văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Trần Trung, trưởng phòng quản lý đô thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đang tiến hành kiểm tra lại thông tin có liên quan đến công trình này. Theo ông Trung, sau khi báo chí thông tin về biệt phủ này, lãnh đạo thị xã đã yêu cầu phòng kiểm tra những thông tin có liên quan đến ngôi biệt phủ. Sau khi kiểm tra, ông Trung cho biết giấy phép xây dựng của ngôi biệt phủ được cấp cho người có tên là Phan Thanh Nhật Minh, 26 tuổi, có hộ khẩu ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công trình này đã được cấp phép xây dựng vào năm 2021. Ông Trung cũng cho biết đội quy tắc đô thị xã Hương Thủy, Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh đã có cuộc làm việc với chủ nhà để kiểm tra công trình xây dựng có đúng như giấy phép được cấp hay không. Ông Phan Thanh Nhật Minh là con trai của ông Phan Thanh Hải, giám đốc sở văn hóa thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay ông Minh đang công tác tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu hỏi đặt ra ở đây là một công chức nhà nước thì lấy đâu ra nhiều tiền để xây biệt phủ có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng như vậy. Theo lý giải của ông Minh, chủ ngôi biệt thự cho biết ông chỉ đứng tên thay ông bà và ông bà chỉ ủy quyền cho ông Minh đứng tên để thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng, chứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện vẫn đứng tên ông bà ngoại. Công trình như biệt phủ nói trên là do ông bà ngoại của ông Minh xây dựng. Đây là nhà riêng của ông bà và là nhà ở bình thường. Ông Minh cũng cho biết khi làm các thủ tục ủy quyền sử dụng đất cho ông thì ông bà ngoại cũng yêu cầu các con cháu trong gia đình, bao gồm cả vợ chồng ông Hải, ký cam kết không kiện tụng, tranh chấp hay có bất cứ liên quan gì đến khu đất nói trên, bởi đây là tài sản riêng của ông bà ngoại. Theo ông Minh cho biết, trong quá trình xây dựng trên mạng xã hội đã có những thông tin đồn đoán là toàn bộ cấu kết gỗ ở ngôi nhà biệt phủ nói trên đều là gỗ mới và rất quý hiếm. Đây là thông tin đồn đoán sự thật. Số gỗ trong ngôi nhà nói trên phần lớn được ông bà ngoại tôi tận dụng từ căn nhà cũ đã được dỡ bỏ. Hiện nay ngôi nhà vẫn đang được xây dựng theo đúng giấy phép được cấp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn. Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản xin ý kiến 16 cơ quan bộ ngành về phương án nghỉ Tết âm lịch 2025 trước khi trình Thủ tướng quyết định. Cụ thể, Bộ đề xuất nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tức từ ngày 25 tháng 1 đến hết Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022. Nếu phương án được thông qua, cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được nghỉ lễ kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Còn dịp Quốc khánh năm 2025, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất hai phương án. Phương án thứ nhất, nghỉ 2 ngày bao gồm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 1 ngày kể trước. Cán bộ công chức viên chức, người lao động sẽ nghỉ từ thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2025 đến hết thứ Ba ngày mùng 2 tháng 9 năm 2025. Như vậy, kỳ nghỉ lễ sẽ dài 4 ngày gồm 2 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ hàng tuần.
Phương án thứ hai là nghỉ 2 ngày bao gồm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề sau, công chức lao động sẽ nghỉ 2 ngày từ thứ ba ngày mùng 3 tháng 9 năm 2025 đến hết thứ tư ngày mùng 4 tháng 9 năm 2025. Như vậy kỳ nghỉ sẽ kéo dài 2 ngày. Cơ quan soạn thảo đề xuất phương án 1 tức nghỉ 4 ngày để kỳ lễ liên tục kéo dài. Việc này sẽ giúp cho người lao động có thời gian tái tạo sức, kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ luật lao động năm 2019 cũng quy định hàng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và ngày Quốc khánh. Nếu ngày nghỉ chính thức trùng với ngày nghỉ hàng tuần sẽ áp dụng nguyên tắc liền kề hoặc hoán đổi để người dân có kỳ nghỉ kéo dài. Khẩn cấp huy động 100 chiến sĩ bắt đối tượng trộm tiền ủng hộ bão lũ. Quý vị thân mến, những ngày vừa qua dường như là những ngày không ngủ của người dân cả nước khi triệu trái tim hướng về vùng lũ miền Bắc đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại to lớn về người và tài sản sau cơn bão số 3. Thổn thức cùng những lo lắng và mong muốn được chia sẻ với những mất mát khó khăn của đồng bào, với tinh thần lá lành đùm lá rách, cả nước đang cùng chung tay góp sức giúp nhân dân các địa phương ở phía Bắc khắc phục hậu quả của bão lũ, ổn định đời sống bằng những việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực. Tuy nhiên cũng có những đối tượng đã lợi dụng cơ hội này để làm những điều phạm pháp. Mới đây, khẩn cấp huy động 100 chiến sĩ bắt đối tượng trộm tiền ủng hộ bão lũ. Chỉ sau hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An đã truy bắt thành công đối tượng trộm tiền ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3. Vào hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9, tại nhà bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1951, trú tại khối 7 phường Trường Thi, thành phố Vinh, là phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Trường Thi, chi hội trưởng phụ nữ khối 7, trình báo lên cơ quan chức năng vừa bị kẻ gian lấy cắp số tiền gần 14 triệu đồng. Đây là số tiền đóng góp của người dân, các tổ đã ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả của bão số 3. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thi đã huy động cán bộ chiến sĩ truy tìm. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thuộc phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận tên là Ca, sinh năm 2010, trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Tân Kỳ. Qua quá trình khám xét, cảnh sát đã thu hồi được số tiền 13,4 triệu đồng, còn 600.000 đồng. Nam thiếu niên khai đã tiêu xài cá nhân. Nóng, Biển Đông có thể đón bão số 4, diễn biến rất phức tạp. Quý vị thân mến, cơn bão số 3 cùng hoàn lưu của nó đã, đang và để lại những hậu quả vô cùng nặng nề đối với đời sống của hàng nghìn người. Ở nhiều địa phương, miền Bắc đã hứng chịu siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Bắc trong 30 năm qua. Đây là siêu bão dị thường khi tăng cấp rất nhanh, tăng 8 cấp trong 48 giờ, diễn biến cường độ bão không theo quy luật thông thường, không giảm cấp đáng kể khi qua đảo Hải Nam. Thời gian bão lưu lại trong đất liền tới 12 giờ, bão Yagi gây ra gió mạnh tới cấp 14, giật cấp 17 tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đồng thời gây ra mưa lớn, lũ lớn kỷ lục đã xảy ra trên nhiều dòng sông, ngập lụt diện rộng ở 21 trên 25 tỉnh, thành phố miền Bắc. Theo thống kê, tính đến 7 giờ sáng nay, bão Yagi đã khiến 330 người chết và mất tích, khoảng 2.000 người bị thương và thiệt hại về vật chất, ước tính 40.000 tỷ đồng. Mới đây, đã có một vùng áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài khơi của Philippines sẽ đi vào Biển Đông, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai, dự báo có thể mạnh lên thành bão và diễn biến rất phức tạp. Vào 10 giờ sáng nay 16 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 124,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Trong đêm nay và sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Đến 10 giờ sáng mai 17 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới vào đến khu vực Biển Đông vẫn giữ cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tiếp theo, tính từ 10 giờ sáng ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ sáng ngày 18 tháng 9, tâm bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Và các chuyên gia nhận định đây sẽ là cơn bão có diễn biến rất phức tạp về hướng đi và cường độ do sự chi phối của quá nhiều yếu tố, cần liên tục cập nhật các bản tin mới nhất.
của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng ngày 17 tháng 9, vùng Biển Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7, 50 đến 60 km/h, giật cấp 9 từ 75 đến 88 km/h, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cơn bão mạnh nhất 75 năm qua sắp đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc. Bão Bibica rạng sáng ngày 16 tháng 9 đã đổ bộ vào thành phố Thượng Hải của Trung Quốc và được ghi nhận là trận bão lốc mạnh nhất hơn 70 năm qua tại thành phố này. Bão Bibica với sức gió lên đến 151 km/h đã đổ bộ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khoảng 7 giờ 30 sáng ngày hôm nay 16 tháng 9. Đây là cơn bão mạnh nhất đã đổ bộ vào Thượng Hải kể từ cơn bão Gloria năm 1949. Để đối phó với bão Bibica, Thượng Hải đã đình chỉ một số dịch vụ đường sắt, hủy hàng trăm chuyến bay ở hai sân bay của thành phố này. Các khu nghỉ dưỡng ở Thượng Hải bao gồm Disney Resort, công viên giải trí Tấn Giang, công viên động vật hoang dã Thượng Hải tạm thời đóng cửa và nhiều chuyến phà cũng đã dừng hoạt động. Thượng Hải hiếm khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão mạnh thường đổ bộ về phía Nam Trung Quốc. Bão Bibica xảy ra không lâu sau khi siêu bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Hải Nam Trung Quốc hôm 6 tháng 9 gây thiệt hại cả về người và của. Siêu bão Yagi và hoàn lưu của nó đã kéo theo mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất ở hàng loạt các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar. Sàn chứng khoán HVS bị đình chỉ toàn bộ hoạt động. Mới đây ngày 13 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 990 về việc đình chỉ hoạt động của công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam, mã chứng khoán HVS, lý do là HVS không duy trì được điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 94 luật chứng khoán. Trước đó ngày 22 tháng 5, theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HVS bị phạt 125 triệu đồng vì thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Doanh nghiệp này cũng đã bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo phương án khắc phục được Hội đồng Quản trị công ty thông qua về việc không đáp ứng được việc duy trì về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Liên quan đến nhân sự cấp cao, cuối tháng 7 năm 2024, Hội đồng Quản trị HVS đã nhận đơn từ nhiệm của 3 thành viên ban kiểm soát, bao gồm bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Chu Hoàng Mai và bà Đinh Thị Hoài Hương. Hội đồng Quản trị công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, trong đó có 3 nhân sự trẻ từ công ty chứng khoán DSC. Cùng thời điểm, Tổng Giám đốc Phạm Thị Giang cũng từ nhiệm. Sau đó, bà Văn Lê Hằng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, sau khi HVS miễn nhiệm vị trí này đối với bà Trương Thị Hồng Nga. Bà Văn Lê Hằng cũng đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty từ ngày 6 tháng 8. Sau khi miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc Phạm Thị Giang, ngày 7 tháng 8, ông Tiền Quốc Việt sinh năm 1999 được bổ nhiệm giữ vị trí này. Về tình hình kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 của HVS cho thấy lợi nhuận kế toán sau thuế âm 265,7 tỷ đồng, trượt dài so với mức lợi nhuận 203 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Theo giới thiệu, trụ sở chính của HVS tại số 31 đường số 9 khu dân cư Nam Long tổ 7B, khu phố 1 phường Tân Thuận Đông, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này được cấp phép thành lập và hoạt động theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 12 năm 2008 với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đa dạng, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp. Truy tố cựu lãnh đạo tỉnh Hải Dương gây thất thoát hàng chục tỷ đồng, khởi tố bắt tạm giam nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty thuốc lá gây thất thoát tài sản nhà nước, hiệu trưởng trường mầm non tham ô số tiền khủng, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, chưa bao giờ cuộc chiến với tham nhũng tiêu cực, quyết liệt, bài bản, hiệu quả và được dư luận hoan nghênh như những năm vừa qua là việc làm khó khăn, phức tạp nhất trong muôn việc khó khăn, phức tạp. Nhưng giờ đây, cuộc chiến đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, không ai được đứng ngoài. Tham nhũng tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững được ổn định chính trị và phát triển kinh tế.
Mới đây, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Hải Dương gây thất thoát hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 28 tháng 8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan an ninh điều tra đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra từ năm 2017 đến hết năm 2022 tại Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ND, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HH Việt Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn FL Việt Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May FS Việt Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May mặc ML Việt Nam 2 và Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, trong đó 3 bị can nguyên là cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cùng bị truy tố về hai tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bao gồm Mai Xuân Anh, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Phạm Thị Thùy Linh, nguyên trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và 10 bị can còn lại đều là lãnh đạo cấp cao và nhân viên của các công đoàn công ty trên địa bàn bị đề nghị truy tố về tội tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quý vị thân mến, theo tài liệu điều tra, từ năm 2017 đến năm 2022, một số đơn vị không hoàn thành nghĩa vụ nộp tài chính công đoàn cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, nhưng với động cơ mục đích cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế toán của mình, bị can Phạm Thị Thùy Linh, nguyên trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã điều chỉnh số liệu ở phần kinh phí phải nộp bằng số liệu ở phần kinh phí đã nộp đối với các đơn vị nêu trên, bởi vậy trên hệ thống kế toán của công đoàn không thể hiện số nợ tài chính công đoàn, nhưng vẫn được bị can Linh ký trình để bị can Mai Xuân Anh, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phê duyệt. Kết luận điều tra làm rõ trong giai đoạn trên, ông Mai Xuân Anh là chủ tịch và là chủ tài khoản của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhưng đã thiếu trách nhiệm, không tiến hành kiểm tra đối chiếu với các quy định về công tác tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kiểm tra sổ sách kế toán nên đã ký duyệt ban hành nhiều văn bản sai phạm về xây dựng dự toán tài chính công đoàn và quyết toán tài chính công đoàn các năm, gây thất thoát cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương hơn 16 tỷ đồng, Linh và Nam gây thất thoát cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương hơn 20 tỷ đồng.